Hello, xin chào quý khán giả, các anh chị và các bạn đã tham gia chương trình Sự Sôi Động với Sài Gòn Voice Up. Hôm nay cái đề tài của chúng ta nói về chân câm, câm và cách rút rút câm. Tại sao một bên cứng và bên mềm? Thường thường thợ sửa xe đạp người ta hay nói là, hoặc là dân xe đạp người ta hay nói là rút câm là phải có một bên là bên căng và bên mềm để cho có độ nhúng. Rồi thì hôm nay chúng ta sẽ nói về đề tài này. Ba cái câm thì như tôi đã nói là chân câm có răng để bám, để dặn vào cái đầu câm á, là 10 ly 10 ly. Thì nhưng mà chân câm của chúng ta có 3 loại: 12, 14, 16. Thì 12 nó bám rất là nhỏ, rất là ít, chỉ có 6 ly thôi. Còn số răng nằm ngoài. Còn bánh câm câm 14 ly á, thì bám chỉ có 8 thôi, 6 nằm ngoài. Còn chân câm dài đó, 16 ly thì bám đủ 10 ly, không có nằm ngoài. Thành ra chân câm này rất là cứng, rất là tốt. Thì các bạn xem kỹ nha. Thì lý do tại sao mình sẽ chọn chân câm trung, đầu trung 14 ly là dễ sử dụng, dễ xài nhất. Khi chúng ta đo câm mà nếu mà câm có dài hoặc thiếu một chút xíu thì câm cái chân 14 này nè cho phép chúng ta di động, linh động được. Còn nếu mà chân câm dài 16 rất là khó linh động các bạn. Nếu mà các bạn đo câm chân ca cái câm mà lỡ chúng ta dài hơn chút xíu, 1 ly hoặc 2 ly, 1 ly thôi, 2 ly là chúng ta dặn vô rất là khó. Tại vì dặn vô tới đúng 10 ly là nó hết rồi, hết răng đâu, răng đâu mà các bạn dặn vô được nữa. Thì khi các bạn rút á, để cho câm nó thẳng á, thì các bạn phải dặn ép vô nó mới vào, thì chân câm nó dễ bị bứt. Nó giống có, nó sẽ có những cái tỳ trong đó, khi các bạn nhảy lỗ là bị bứt. Trong khi đó chân câm 14 ly thì rất là đơn giản, rất là dễ dễ sử dụng. 14 ly nó bám có 8 thôi. 8 thì nếu như chân ca cái câm bạn chọn đã dài hơn chút xíu, chúng ta lấy 14 à, để vô nó thúc là được. Đúng không? Còn thiếu thì không được. Nếu mà chân câm các bạn dặn thiếu á, khi các bạn rút câm xong á, các bạn lật cái bánh liền lên. Đây. Nếu chúng ta đi kiểm tra đó, thử nha, rồi kiểm tra sẽ thấy chân câm nó vừa bằng cái đầu, vừa bằng cái đầu câm là đủ. Còn nếu mà dặn không tới á, là chân câm bám có chút ít thôi các bạn, thì nó ba nó rất là ít, nhảy lỗ thì sẽ bị bứt, nó không đủ, ít quá bứt câm, tuột chân câm luôn chứ không phải bứt. Rồi bây giờ chúng ta sẽ, tôi có làm cái mấy hình minh họa đó, tại khi mình nói á, thí dụ những người mới đam mê xe đạp, mới bắt đầu thì nói có thể là các bạn không hiểu, nên tôi có cái hình minh họa như này nè để cho các bạn nhìn thấy nó rõ hơn, hiểu hơn. Rồi chúng ta bắt đầu nha. Chân câm, chân câm thì có ba loại. Ở đây hôm nay không có nói về bánh bò như các bạn. Bánh bò là nhà sản xuất người ta đã làm ra xong hết rồi, chỉ gắn vào thôi. Còn đây là xem như chúng ta là người thợ hoặc là người mới bắt đầu vào chơi, ta chọn cái đầm, cái niềng, cặp đầm và cặp niềng, và chúng ta muốn ráp một chiếc xe cho chính của chúng ta chạy, cho chính các bạn chạy, thì mình sẽ chọn đầm, cặp niềng, sau đó là câm. Thì hôm nay mình không nói về độ dài câm, cái đó mình sẽ nói vào thời gian khác, tại mình có rất nhiều thời gian để nói. Thì mình sẽ chọn câm, thì đương nhiên mình nói câm thì câm xây dựng cho một cái cặp bánh thường á, thì là câm 2 ly, 20 ly nha các bạn. Còn độ dài nó sẽ sao đi. Thì đầu chân câm sẽ có 3 loại. Loại thứ nhất là, xin lỗi, có ba độ dài khác nhau: 12 mm và 14 mm. Sau cùng là 16 mm. Thì thông thường
Cam chân cam ngắn á, là 12mm hay dành cho những xe trẻ em hoặc là những xe người lớn, trẻ em và người lớn, nhưng mà xe đó là thứ nhất là mình nói về xe trẻ em đi, thì xe trẻ em thì cái đường bánh, dùng bánh nó nhỏ đó, chân cam phải ngắn. Nếu mà chân cam dài á, thì cái độ dài giữa đây cái cam này nè, từ đây nè ra tới cái nền nó ngắn thế này nè các bạn, thì chân cam dài á thì góc độ này nó sẽ bẻ đầu cây cam, nó sẽ bẻ đầu chân cam không tốt, nó dễ bị bứt ha, bắt vô cũng rất là khó. Còn những loại xe dòng như là xe mặt tim hoặc mình nói là city bike, những xe đi vòng trong thành phố, những xe đi đường trường đó mà không có tải hàng quá nhiều rồi là phương tiện đi lại thì người ta dùng chân cam ngắn, và thường đi là 36 cam hoặc 32 cam vậy nha. Còn chân cam kế tiếp là chân 14mm, thì cái này rất là phổ biến, các bạn dùng thường dùng từ bánh 24 cho tới bánh 700c, 24, 26, 27.5 mà 700c, 29 thì tương tự đi, thì rất là phổ biến, dễ sử dụng nhất và rất là phổ biến. Chân cam độ dài cuối cùng là 16 ly. Thì chân cam này thường dùng cho những xe tải cao, ví dụ Touring hoặc là xe thường là bánh cam ít đó các bạn, ví dụ 28, 26, 28, 26, 24 thì chân cam dài, độ cứng nó cao hơn và chịu lực tốt hơn. Thì chân cam dài á, cái cam này tôi cho các bạn thí dụ, tôi sẽ minh họa sau nha, các bạn nhìn kỹ nha. Hơi mờ các bạn, đây chân cam này đây, cái răng bám của nó đó là 10 ly 1 cm, thì chân cam dài 16 ly là bám đủ các bạn, bám đủ nha. Còn 10 xa chân cam 14 ly thì bám chỉ có 8 ly, còn chân cam 12 là bám khoảng 6 ly. Thì các bạn sẽ xem kỹ cái bất cứ chân cam nào thì cũng có cái ống nhỏ đây, ta gọi là ống nhỏ hoặc là gọi mình gọi do nó giống như thả máy đi, bên ngành cơ khí nó gọi là sơ mi, các bạn đúc cái cam vào đây nè, thì nó các bạn thấy là nó sẽ không, nó không có rằm. Thì cái này là sơ mi đó, khi các bạn cái bánh thế này, khi các bạn chạy đó, lực ma sát và độ nhúng nhảy lỗ thì cam sẽ có độ đàn hồi. Khi độ đàn hồi là chỗ cái nơi mà chịu lực nhiều nhất á là chân cam, thì lý do đó khi chân cam dẫn vào đây, dẫn vào nó còn có khúc đèn nghe, đây là kiểu sơ mi, nó không có râm như các bạn, nó chịu vậy nè, khi các bạn nhúng nó chịu, nhúng cái cam nó cong qua vậy nè, nó chịu chân lại, nó không cho để cam cong bít. Đây là chân cam 12 ly đây, các bạn thấy độ dài không, từ đây lên đây thì cái khúc này là các bạn ta gọi là sơ mi, sơ mi để khi các bạn đấy, khi chúng ta chạy đó, xe nó nhúng nhảy ổ gà này cái nọ đó, cam cái khúc này nó chịu lại, cam nó không bị bứt, thường là chân cam nó bứt ngay này nè, thì nếu mà không có cái này là cam bị bứt. Độ dài 12 mm nha, 12 mm. Rồi các bạn xem nha, cái chân cam nè, khúc này cái sơ mi nè thì là 4 ly nè. Đây là tôi chia sẻ với các bạn những thông tin gần đúng, tại vì đúng á, những thông tin này tôi nói là đúng, nhưng mà ngày nay do những cái hãng cam, những cái nhà sản xuất rồi mấy cái nhà cái nhiều nhà máy đó các bạn, họ sản xuất nó có thể là 11 không đủ 12, rồi bên đây 14 họ sản xuất 13 rưỡi, đây 16 họ sản xuất 15, chứ dài hơn là không có. Thường thường các bạn xem khúc này là
4mm nè, 4mm nè, 4 mình gọi là ly đi, 4 ly. Khoảng này cũng nhỏ nè. Sơ mi để chịu để câm nó không bị bứt á. Ha. Rồi dưới chân là ăn nó từ 6 tới 7 nè. 6 dữ lắm là 7 nè, thường thường 6. 6 ly. Thì các bạn nghĩ 6 ly mà trong cái bánh xe có 32 câm đi, 6 ly so với bên đây là 8 và bên đây là 10 ly thì chắc chắn là bên đây sẽ cứng hơn nhiều các bạn. Còn bên đây là cũng khá cứng nè, đúng không? Rồi. Thì khi câm chúng ta là nói về niền nha, niền hay lớp nha, còn niền một lớp là bây giờ không có xài nữa. Thì cái cây câm nè, khi mà chúng ta mua bánh xe đó, thí dụ như chúng ta mua bánh xe, chúng ta lật cái niền lên, gỡ dây tim ra, kiểm tra. Nếu mà câm dặn ban đầu là các bạn yên tâm. Bất cứ câm chân dài chân ngắn không biết, ban đầu là ok đó, là các bạn sẽ yên tâm là chân câm của bạn khó mà bị bứt, đủ mà, độ bám đủ. Còn trên đây là có cái sơ mi nó chịu rồi không. Thì thường thường cái dòng này như tôi nói đó, người ta xài cho những xe city nè, city bay nè, những dòng mà đi đường trường không có tải phương tiện đi lại, hoặc là xe của trẻ em bé nít. Còn này là thường xuyên sử dụng rất là nhiều về tất cả các loại xe. Còn anh này thường anh ta chọn những dòng bánh lớn hơn, dòng bánh là thường 27.5 nè, 26 trở lên xài được nha, nhưng mà cũng tùy theo niền nha các bạn. Thường thì 27.5, 26 nha, giờ tôi nói đi 26, 27.5 và 29, 700C đó xài chân cầm dài nè. Tại vì khi dòng bánh càng lớn là đường kính càng lớn, đường kính các bạn chia đôi ra thì cái bán kính của bán kính nè nó dài nè. Thì khi mà nó dài cái góc độ này các bạn, tôi sẽ nói sao nha, góc độ này nè, nó không có bẹt quá, càng dài thì nó càng hở, nó góc càng nhỏ, đúng không? Góc càng nhỏ thì cái câm nó không bị giận. Thế này đây, đây tôi đại khái là như thế này nè, nó không, nó không bị giận ở chỗ này. Còn mà bánh xe nhỏ đó, dòng bánh 24, 25, 26 có những đùm loại rẻ tiền các bạn, dưới cái niền á nó không có móc cái lòng chảo nha, cái niền nó không móc lòng chảo, dưới này là không móc lòng chảo, thành ra câm nó đứng thẳng như nè, nó không có nghiêng góc độ nào hết. Nếu mà ngắn quá các bạn biết không, bẻ cái câm. Mặc dù chân câm dài nhưng các bạn cũng sẽ bị bứt hoài, tại nó khi mà dặn rút câm vô là nó có cái tỳ rồi, công ngay cho đó rồi, nó cũng dễ bị gãy lắm nha. Giờ chúng ta chọn chân câm cho nó đúng thích hợp. Rồi bây giờ chúng ta qua bên này, chân câm dài 14 ly thì các bạn thấy đó, thường nó là 8 hoặc 9. Cái độ bám đó, độ răng dặn vào nè, đây là cái câm nhé, cái câm nè dặn vào nè, đây là một 10 ly nha các bạn. Từ răng này là 10 ly, tôi làm dấu nè, màu đỏ và màu đen nè. Tuy nhiên màu đỏ là ăn đủ răng vào chân câm, còn 2 ly còn lại là còn dư ra ngoài, dư khúc ngoài này là ngay sơ mi nó chịu lại rồi, đúng không? 8 ly là mạnh lắm rồi các bạn, dễ xài. Còn bên đây là chân câm dài 16 ly thì độ bám đủ. Chân câm các bạn xem, chân câm có bao nhiêu, dài bao nhiêu. 10 ly, ăn đủ 10 ly hết, rất là cứng nè, không có răng nào không, các bạn thấy không có răng dư không, nhưng mà thân cầm vô đây. Thì như tôi đã nói, khi ta chọn câm thì cái anh 16 này nè, anh 14 này nè, linh động nhất, dễ sử dụng nhất. Chúng ta có thiếu một ly mà xe chúng ta không có tải nhiều không sao, còn chúng ta dư xíu nè, chúng ta rút vô vẫn được. Còn anh này nếu mà câm chúng ta chọn lỡ cái câm dài hơn một ly, thì nếu mà câm chúng ta chọn lỡ cái câm dài hơn một ly thì các bạn, cái dòng răng cái câm nè, cái răng mà để dặn vô chân câm á, vừa tới đây nè là cứng rồi, giờ cứng rồi, mà trong khi đó câm còn dùng, tại vì khi ta chọn câm bị dư, đúng không, độ dài nó dư, thì giờ chúng ta phải ép nó vô thì nó sẽ có tỳ không tốt. Nên khi các bạn chọn câm tốt nhất là chọn bên này.
Còn các bạn đi 700C, ủa xin lỗi 29 rồi á, bánh 29 địa hình nữa, nhúng nhảy nhiều á, thì các bạn nên này, nên dùng loại này. Rồi, chúng ta đã khái quát được chân cam nha. Bánh xe chúng ta cắt ngang vậy nè. Thì chúng ta sẽ thấy cái vỏ đây, hai bên này là căm đây, cái này cái đĩa đây, cái đùm, đùm trước, vỏ xe đối xứng. Bên đây cũng vậy, màu xanh này là clip nha các bạn, clip nè. Rồi đùm sau nè, đùm sau clip, vỏ, căm. Thì tôi có vẽ những có cho mấy cái điểm là A B C D O. Tại vì thông thường ngày hôm nay đó, chúng ta xài là xài clip thắng đĩa nhiều, còn clip thắng mà thắng càng á, hoặc thắng V á, thì mấy đó là số đời cũ. Còn xe đời mới là như là xe Rod, thì thường Rod vẫn còn xài thắng V. Thì cái đó chúng ta nói sao đi, bây giờ chúng ta nói là đùm thắng đĩa. Thì các bạn thấy này, cái đĩa này nha, màu xanh này, bên đây. Thì thông thường các bạn nghe nói đó là rút câm, thì phải biết rút là một bên. Nghe anh em người ta nói á, dân chạy xe hoặc là thợ thầy người ta nói đơn giản để mình hiểu á, là rút một bên cứng và bên mềm. Thì các bạn nhìn đây, bên cứng là bên nào, các bạn nhìn kỹ nha. Cái đùm đây nè, chúng ta phải chia làm sao cho nó cái tâm nằm đây. Thì tại bên đây clip rồi, thì nó phải nó, cái clip nằm bên đây, thì bao nhiêu clip rồi nó sẽ lấn vào, thì cái đùm nằm đây. Thì rút, nếu mà chúng ta rút đưa cái bánh này qua bên đây nhiều quá, qua bên đây nhiều quá, thì nó bị đụng sườn, đúng không? Bắt buộc phải ngay tâm sườn. Đây, thì giờ các bạn thấy tôi vẽ một cái đường trực tâm xuống nè, ngay điểm O nè, các bạn thấy nó vuông góc với ngay cái đùm không, đúng không? Thì bây giờ thử nha, tam giác A B D, thì này đây, qua đây, thì các bạn thấy tam giác là một tam giác thường. Thì trong một tam giác thường này nó có hai cạnh quyền, có hai cái cạnh, cạnh này cạnh này. Thì cạnh này là cạnh dài nhất nè các bạn. Thì khi đang câm á, là anh này là dài nhất nè, anh này ngắn nhất, anh này ngắn nè, còn này là không phải câm, không tính anh này ha. Anh này là ngắn, thì thông thường là chênh lệch với nhau một ly. Thì khi các bạn biết những xe phụ, thì chúng ta vẽ một đường trực tâm xuống, rồi các bạn thấy phải bên đây nó có ba, có một tam giác lớn và hai tam giác nhỏ không, A B O, một tam giác rồi A O D, hai tam giác chung một tam giác lớn. Thì các bạn thấy cái cạnh này nè là cạnh dài nhất nè. Thì khi ta rút câm á, thì nhiều anh thợ nó rút câm, rút phải biết rút bên mạnh, bên cứng, bên mềm. Không thể nào mà giờ không thể nào tự điều chỉnh là bắt bên đây mạnh bên yếu. Các bạn thử nghĩ coi, giờ các bạn muốn rút bên này mạnh, bên này nặng, bên này yếu được không? Bên này mà nặng hơn là cái bánh nó gịch qua đây đụng sườn đây, đúng không? Bắt buộc phải rút theo. Rồi, các bạn xem nha, kỹ nha. Thì câm càng dài, cái độ này càng dài nè, bánh càng lớn càng dài á, thì các bạn dùng chân câm càng dài thì càng tốt. Càng dài càng yếu, không các bạn? Giờ thử cái câm nè, tôi cắt bớt nha, tôi cắt bằng đâu nha, rồi tôi cắt bằng tư luôn, con khúc mà tôi bẻ nè, cứng không? Còn dài không? Nó càng dịu mà chân câm ngắn quá thì ngay chân dễ bị bít, đúng không? Muốn rút được như thế này, được có sơ đồ thế này thì trước hết khi chúng ta xỏ câm là chúng ta phải có bằng cân, bằng rút câm. Tương tự bên trước cũng vậy, các bạn thấy không? Điểm này qua thẳng nè. Tại sao có được cái câm này nó ngắn, câm này nó dài? Bên đây nè, hai cái má từ đây qua đây 100, mà giờ tự nhiên anh cái đĩa này anh chiếm cái chỗ này rồi, đúng không? Thì bắt buộc cái má mà để xỏ câm anh ta phải thụt vào. Thì giờ anh ta phải ngắn, anh phải ta phải ngắn lại thôi. Thường chênh lệch nhau một ly nha các bạn.
Còn những đùm 11 và những cái đùm mà những đùm đùm á ở sau mà đùm 11 số, xin lỗi, 11 lít hoặc 12 lít là trên là tới ly rưỡi. Ví dụ bên đây 260, ví dụ bánh 26 nha, bên đây là 260, bên đây 259. Dụ đùm Seroth nha. Seroth thường thường là thắng, các bạn thấy là thắng thắng càng đúng không? Thắng càng. Thì hai bên này là các bạn thấy nha. Lúc này các bạn thấy này, đỉnh nè. A nè, B, C tam giác này nè. Nó khác với là cái tam giác mà tôi vừa chỉ các bạn, tam giác của đùm thắng đĩa đó là đó là tam giác thường. Không có cân, không phải là tam giác cân mà không phải là tam giác vuông. Thì nó sẽ có một ba cạnh khác, chiều dài khác nhau mà chúng cái đùm cái cạnh ở dưới đùm á thì chúng ta không nói, ta nói hai cạnh hai bên là cạnh câm á, là bắc câm đó là phải có bên ngắn bên dài, phải có hai cạnh quyền, một cạnh dài và một cạnh ngắn đúng không? Còn bây giờ đây đùm này đùm rót, đùm thắng và thắng B, đùm thắng càng, không có thắng đĩa bên nào hết. Thì nếu mà có thắng đĩa, thí dụ các bạn nhìn nha, nếu mà có thắng đĩa đây nè, thì giờ anh này anh lấn như nè, ở trước có 100, hoặc là nếu mà anh đùm boost, đùm boost đi cũng là 110, 110 đi, thì nó cũng có cái đĩa, nó cũng phải bắt phải lấn vô, nó không gian nó có giới hạn có nhiêu đó thôi, có đĩa thì nó bắt buộc phải lấn này vô thì bên đây phải ngắn hơn. Rồi bây giờ tôi nói là nó không có nha. Rồi xem tiếp. Thì đây đùm này là đùm thường, đùm không thắng đĩa, xin lỗi, không thắng đĩa. Thì các bạn thấy câm xỏ nè, xỏ đều, thì khi rút đó thì các bạn thấy cái này là tam giác cân nè, A B C tam giác cân, hai cạnh này bằng nhau, đường đường trung tuyến của nó cũng là đường trung trực luôn, trọng tâm luôn đúng không các bạn? Nè vuông góc nè, chia hai cạnh đáy, hai cái cạnh đáy hai bên bằng nhau nè. Thì nếu như thường thường á, tôi cũng hay nghe các anh thợ và các bạn chơi xe đạp họ nói đó, rút câm á thì phải một bên cứng và bên mềm, đâu cái anh nào giỏi rút cái bên nào bên này bên cứng đi, bên này bên mềm đi, không cách nào rút được hết cả, không thể nào rút được các bạn. Khi các bạn nhả ra câm bên đây, rút bên đây căng thì cái bánh nó giật về bên đây, thì các bạn đút vào cơ, khi mà lắp bánh vào đó thì nó sẽ có phục, nó không ngay tâm phục, không ngay cái giữa phục cái phục đúng không? Đâu anh nào nói anh nào rút bên cứng bên mềm vậy rút được. Thì bánh này các bạn nhìn kỹ nha, không có thắng thắng đĩa, thắng thắng điện nè đúng không? Đây đó. Thì không thắng đĩa thì nó đâu lấn vô, đẩy cái này vô làm gì, ta phải đưa ra cho nó đồng. Thì hiện tại nếu các bạn cắt, đây là một bộ đó đó, này bánh sau đây các bạn nhìn kỹ không, đây thục vô thì bắt buộc này phải ngắn này, này phải dài nè. Nếu các bạn cắt ngang ha thì nó làm tam giác, nó có hai tam giác đối xứng đây qua bên đây. Rồi bắt buộc anh này nè phải cứng nè, các bạn nghe âm thanh nha, bên đây nha, nào bên đây yếu hơn mềm hơn, còn bên kia nè. Rồi các bạn xem chân cam đây, chiếc này là chiếc 700, tôi dùng chiếc cam dài này các bạn. Như các bạn biết đó, khi tôi làm cái những video clip này đó, tôi rất có rất nhiều việc. Khi tôi rảnh á, lúc nào tôi làm lúc đó, có thể làm đêm tối sáng, hầu hết là làm ban đêm cho khuya. Khi tôi làm là tôi có idea là tôi lấy ra tôi làm thôi, chứ tôi không có viết ra lập như làm cái giáo trình cái từ phần 1, phần 2, phần 3, A, B, C, D này như vậy. Thì nếu như vậy thì nó làm rất bài bản. Các bạn xem 14 là linh động nhất, có thể bằng mặt câm, bằng đầu câm, dặn hết cái câm vào thì bám 8 mm
độ răng bám nè, bám chặt nè, 8 mm, còn 2 nằm trên đây hoặc 2 nằm dưới này cũng được, không sao cả. Còn nếu mà chúng ta như cây bên căm 16 bên đây nè, chân căm giờ 16 nè, mà chúng ta dư một chút xíu á thì sẽ bị đổi nha các bạn. 10 ly răng của chân căm nè, nó vào 10 ly răng của đầu cây căm đã vào chân căm đủ, tại vì nó còn dư ra ly hoặc ly rưỡi đi, các bạn không thể nào dặn vào được hết, dặn ép á thì cây căm sẽ có tỳ, sẽ bị gãy nha. Còn bên cây bên 12 đây, 12 chân căm 12 ly thì các bạn thấy nè, ở trên đầu này 4 nè, dưới này 6 nè, 6 7 8 gì đó, nói chung 6 7 đây là 5 4 với 5 cho như vậy đi, thì các bạn thấy dặn vô sát nè, chân căm đưa sát, đưa dặn hết vẫn sát vào cái căm, thì ở dưới lú ra chút xíu nè, thì các bạn không có lo lú ra khoảng chừng, nó có dư ra khoảng khoảng chừng 2 ly 3 ly 4 3 ly thì cũng ok, không sao cả, 3 ly không sao, tại vì ngày nay niền chúng ta xài là niền hai lớp, thì hai lớp khoảng cách giữa hai lớp nó có 3 ly 4 ly thì nó không bị cái chân căm này nè, nó không bị đâm vào cái ruột, các bạn không có sợ ha, không phải lo. Rồi nhìn, bắt các bạn nhìn kỹ lại xem nha, nhìn xem nhìn kỹ lại nha, chân căm 12 nè, khoảng cách này ống đen này nè, khúc này là sơ mi nha, độ bám của căm là 6 ly 7 ly đây, còn khoảng 4 thừa ra, còn 4 ly mà nằm trên này cũng được các bạn, yếu lắm. Trong trường hợp này á, nếu chúng ta chọn chân căm ngắn ha, thì bắt buộc 4 ly phải nằm dưới này, chân căm sẽ căm sẽ tốt hơn, sẽ chắc hơn. Còn nếu các bạn để cho 4 ly này nè mà nằm trên đây đó thì nhảy lỗ nhúng các bạn, căm đàn hồi thì mấy cái khía răng này nè, nó sẽ là cái nơi để cái nơi mà cây căm dễ bị xé, dễ bị tét, dễ bị bứt, dễ bị gãy nha. Còn bên đây thì dễ rồi, tại ống nhỏ này nó cao nè, xin lỗi cái semi này nè. Các bạn xem tôi minh họa cái hình minh họa đây, cái vành này các bạn, cái vành cắt ngang nha, hai lớp nha, mình nói đại khái là cho nó là cho cái vành này là khoảng 2 phân đi, 2 phân rưỡi, 3 phân đi, 2 phân đi. Thì bạn xem đây, cái độ bám vỏ cái tá lông nè, nằm đây, cái này có lỗ căm nha, niền hai lớp, lớp 1, lớp 2 thì căm bám ngoài lớp 1 nè. Các bạn xem cái đuôi ngoài dưới này nè, là nếu mà chúng tôi dùng căm trung 14 mm hoặc 12 thì dư ra không sao cả, căm không, chân căm này nó không có, cái đầu căm này nó không có đụng ra tới ngoài đây, không có lồi ra ngoài đây, nếu mà lồi ra ngoài đây là không được, thì sẽ phải xé ruột, xé dây tim. Còn trước kia đó, ngày nay có một số xe đạp và trước kia người ta xài cái niềm một lớp đó các bạn, thì đều bắt buộc niềm một lớp là đầu căm phải vào tới đây, vừa bằng đây, hoặc nếu lú ra thì chúng ta phải dùng đá mài, còn chúng ta không dùng đá mài là lũng ruột,